Xót xa hoàn cảnh nạn nhân vụ thảm án tại Thái Nguyên, không người nhang khói, họ hàng súng lại lo ma chay. Siêu trộm 14 tuổi trộm ô tô, chạy gần 30 km trên quốc lộ 1 trước khi bị bắt. Xe ô tô CX-5, tông xe tập lái bẹp rúm, một thầy giáo tử vong. Xe máy đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân. Hàng không đua nhau bán vé máy bay Tết nguyên đán giá cao xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống chúc quý vị có một ngày mới tốt lành vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình bây giờ là phần tin chi tiết thưa quý vị liên quan tới vụ thảm án con rể đoạt mạng bố mẹ vợ chém vợ hờ bị thương nặng tại thái nguyên làm dậy sóng dư luận những ngày qua được biết do không có người nhang khói nên họ hàng đã cùng nhau xúm lại lo ma chay hương khói cho các nạn nhân theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 15 tháng 9, trên địa bàn phường Tiên Phong, thành phố Phủ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho hai người trong một gia đình tử vong và một người bị thương. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hưng, do có mâu thuẫn cãi vã với vợ chồng ông TVT, sinh năm 1948, bà HTT, sinh năm 1962 và con gái ông T là chị HTH, sinh năm 1994, nên đã dùng hung khí sát hại ông T, bà T, vợ của ông T và chị Hát, con gái của ông T, do vết thương quá nặng nên bà HTT đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, ông TVT tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, còn chị Hát bị thương nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với công an thành phố Phổ Yên khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ. Sau gần 6 giờ gây án, nghi phạm Hưng đã bị bắt giữ. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Nguyễn Văn Hưng và chị HTH sống với nhau như vợ chồng ở cùng gia đình ông T bố mẹ của chị Hát trong nhiều năm. Thời gian gần đây, giữa hai bên có mâu thuẫn và hiện chị Hát và Hưng không chung sống. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên, nghi phạm Hưng khai nhận do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt nên tối ngày 15 tháng 9, sau khi đi uống rượu, Hưng đã đến nhà ông Tê và dùng dao sát hại ông Tê, vợ ông Tê và chị Hát. Sau hơn 3 ngày xảy ra vụ thảm án tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, khiến ba người trong một gia đình thương vong không khí tang thương ảm đạm bao trùm khắp nơi xung quanh khu vực nạn nhân sinh sống. Họ hàng láng giềng đến lo ma chay và chia buồn. Ai cũng không khỏi băng hoàng xót xa trước cảnh ngộ của gia đình nạn nhân. Bà Hoàng Thị Kính, mợ của nạn nhân HTT, sinh năm 1962 cho biết. Nghi phạm Hưng từng sống chung với gia đình nạn nhân nhiều năm nay. Giữa Hưng với chị HTH, con gái của bà T, đã có một con chung 6 tuổi. Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân, Hưng làm nghề thợ xây, thường ngày là người hiền lành, chịu khó làm ăn, tuy nhiên lại hay uống rượu và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xích mích với gia đình nạn nhân. Khoảng 2 tháng nay, Hưng đã đưa con bỏ đi và mang theo toàn bộ đồ đạc trong gia đình nạn nhân mà Hưng đã bỏ tiền mua sắm trước đó. Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, Hưng còn yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa cho Hưng 100 triệu đồng tiền công trong thời gian sinh sống tại đây, nếu không Hưng sẽ chém cả nhà. Bà Kính xót xa kể lại, ai cũng nghĩ đó chỉ là lời đe dọa, nào ngờ nó làm thật. Cũng theo hàng xóm láng giềng, vợ chồng nạn nhân là người hiền lành, sống chan hòa với mọi người, không có điều tiếng với bất kỳ ai nên khi án mạng xảy ra, ai cũng bàng hoàng, không khỏi xót xa. Vợ chồng ông TVT và bà HTT chỉ sinh được duy nhất chị HTH. Sau khi xảy ra án mạng, chị H đang nằm cấp cứu trong bệnh viện nên không có người đứng ra lo ma chay. Anh em họ hàng đã xuống lại cùng lo và nhang khói cho vợ chồng nạn nhân. Hiện chị H đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Mới 14 tuổi nhưng một thiếu niên ở Bình Thuận đã gây ra nhiều vụ trộm ô tô tải lẫn xe khách. Trong lần trộm gần nhất, dù đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng đối tượng này vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục trộm ô tô tập lái chạy quãng đường 30 km trên Quốc lộ 1 thì bị người dân truy đuổi chặn bắt. Khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 9, ô tô mang biển kiểm soát 86C 17945 của anh LXTT đang đậu gần nhà trên địa bàn thành phố Phan Thiết Bình Thuận thì bất ngờ bị trộm Xác định hướng lưu thông của đối tượng ngay khi phát hiện vụ việc, anh Tê đã cùng với người nhà đuổi theo và gọi cho người quen ở khoảng cách hiện trường 30 km để chốt chặn. Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, khi tên trộm điều khiển xe trên quốc lộ 1A đến đoạn qua khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì bị chặn bắt. Đối tượng được bàn giao cho công an địa phương. Rất may, trên đường di chuyển, tên trộm không gây tai nạn cho người đi đường. Tại cơ quan công an, đối tượng tên là TKT, 14 tuổi, ngụ ở xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Dù mới 14 tuổi, nhưng T đã nhiều lần trộm ô tô và bị bắt. Ngày 20 tháng 3, T đã trộm một xe tải loại 3,5 tấn tại tỉnh Khánh Hòa rồi chạy vào tỉnh Đồng Nai thì bị bắt. Ngày 3 tháng 4, T trộm xe tải loại 1,2 tấn ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Dạng sáng ngày 1 tháng 5, thiếu niên này tiếp tục trộm một chiếc xe khách 30 chỗ ngồi tại một gara trên địa bàn xã Hàm Liêm, thành phố Phan Thiết sau các vụ trộm tkt đều bị công an địa phương bắt giữ do t còn ở tuổi vị thành niên nên công an cho t tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tuy nhiên tkt vẫn tiếp tục đi trộm ô tô lần thứ tư liên quan tới hành vi trộm xe ô tô của siêu trộm nhí một cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố phan thiết cho biết tại cơ quan điều tra đối tượng từng khai nhận trộm ô tô là thói quen sở thích Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe Mazda CX-5 do người đàn ông cầm lái đã va chạm với xe tập lái ở Đắk Nông. Hậu quả, thầy giáo ngồi cạnh hướng dẫn bị thương nặng, tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 17 tháng 9 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Minh. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô Mazda CX-5 biển số 48A04557 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắc, Đắk Nông với tốc độ cao. Khi chạy đến đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Minh, xe trên bất ngờ va chạm với ô tô bốn chỗ tập lái của một trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xe tập lái do một nữ học viên điều khiển, học DAT, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe. Bên cạnh có thầy IW, 34 tuổi, chú ở huyện Đắc Minh, hướng dẫn, đang trên đường quay về trung tâm. Vụ tai nạn khiến cho thầy giáo IW bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn nữ học viên bị thương nhẹ. Tài xế ô tô 48A04557 cũng bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả hai ô tô đều bị hư hỏng phần đầu, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng liên quan tới tai nạn giao thông, mới đây một camera hành trình đã ghi lại hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, may mắn không có thương vong. Tuy nhiên, cầu Nhật Tân bị ùn tắc kéo dài. Khoảng 14 giờ 58 phút ngày 17 tháng 9, nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều trên chiếc cầu Nhật Tân, Hà Nội gây ra tai nạn giao thông. Theo đó, vào thời điểm trên, nam thanh niên di chuyển ngay trong làn giữa với tốc độ cao rồi đâm trực diện một ô tô màu đỏ di chuyển theo hướng ngược lại. Do cầu Nhật Tân cho phép ô tô di chuyển với tốc độ tối đa là 90 km h nên chiếc ô tô trắng phía sau không kịp xử lý tình huống sau khi phát hiện va chạm phía trước, cũng đâm mạnh vào phía sau của ô tô đỏ gây ra tai nạn liên hoàn may mắn sau va chạm, nam thanh niên đi xe máy không bị thương nặng, vẫn tự ngồi dậy được, tuy nhiên cầu nhật tân bị ùn tắc nghiêm trọng kéo dài, sau 2 tiếng vẫn chưa giải quyết xong. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng xe máy đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, do chế tài xử phạt còn thấp, chỉ phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng lại khó xử phạt nguội. Do chất lượng hình ảnh ghi lại thấp nên chưa tạo được tính gian đe. Để ngăn những tai nạn đáng tiếc, bên cạnh tăng chế tài xử phạt, xử nghiêm các vi phạm, cần phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thưa quý vị, còn hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, các hãng hàng không đã thông báo mở bán vé máy bay Tết. Theo khảo sát, giá vé năm nay không thay đổi nhiều so với các năm, vẫn neo ở mức cao. Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cho biết sẽ cung ứng 3 triệu chỗ ngồi trên toàn mạng máy bay nội địa và quốc tế, sắp xỉ 15.000 chuyến bay, trong đó nội địa là 2 triệu chỗ, 10.300 chuyến bay, quốc tế là hơn 1 triệu chỗ, 4.650 chuyến bay. Hãng tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành trên cả nước như là Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Phú Quốc. Đối với mạng bay quốc tế, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Australia, Pháp, Đức. Tương tự, Vietjet cũng mở bán vé đi lại dịp Tết trên các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc với tổng cộng hơn 2,5 triệu ghế ngồi. Còn Bamboo Airways, Viet Travel Airlines năm nay mở bán ra thị trường 700.000 đến 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay. Theo khảo sát, từ ngày 6 tháng 2 năm 2024 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức từ 27 tháng Chạp đến ngày 6 tháng Giêng, giá trạng bay trục thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày 6 tháng 2 năm 2024 rẻ nhất 6,2 triệu đồng một vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí thuộc về Vietjet Air Cùng đường bay, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Viet Airlines đang bán với giá 7 triệu đồng một vé khứ hồi. Giá vé có xu hướng giảm vào những ngày cận Tết, tuy nhiên vẫn ở mức rất cao. Phải đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức 30 tháng Chạp, giá vé chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội mới giảm về 4,4 triệu đồng một vé khứ hồi. Thực tế, dù hãng mở bán sớm trước đến 5 tháng, mức giá này được đánh giá tương đương giá dịp Tết trong những năm trước. Đáng chú ý, chiều bay ngược lại rẻ hơn hẳn do yếu tố lệch đầu, tức một chiều bay khách có nhu cầu rất lớn, còn chiều ngược lại có nhu cầu thấp hơn nhiều. Cụ thể, trong ngày 6 tháng 2, bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chỉ hết 2 triệu đồng một vé khứ hồi nếu bay của Vietnam Airlines, Bamboo Airways, hết 2,6 triệu đồng một vé khứ hồi nếu bay của Vietjet. Đối với trạng thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, giá vé rẻ nhất vẫn là của Vietjet Air, gần 7 triệu đồng một vé khứ hồi, tiếp đến là của Vietnam Airlines với xấp xỉ 7,1 triệu đồng và Bamboo Airways là 7,2 triệu đồng. Hành trình thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Hải Phòng hiện cũng có mức giá tương đương, mức giá này cao gấp hơn 3 lần so với giá hiện tại. Theo đại diện của hãng hàng không, thời điểm này nhu cầu đặt vé Tết chưa cao nhưng các hãng vẫn mở bán với kỳ vọng phần khúc khách hàng có kế hoạch sớm sẽ có nhiều lựa chọn về giá vé, khung giờ bay đẹp. Việc mở bán về sớm cũng giúp các hãng có thêm dòng tiền bổ sung vào hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu thấp, thị trường còn khó khăn. Cùng với đó, các hãng bay khuyến cáo khách hàng mua vé máy bay Tết 2024 nên mua từ các đại lý chính thức có danh sách trên website của các hãng hàng không để tránh rủi ro vừa qua do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo gió mạnh trên địa bàn huyện châu thành long an xuất hiện lốc xoáy làm tốc mái hư hỏng một số nhà đứt dây điện trong đó có một trường hợp tử vong do dây điện đứt rơi xuống nền gạch vướng vào người nạn nhân Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Long An cho biết, khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 9, cơn mưa lớn nhiều giờ kèm theo gió lốc xoáy đi qua khu vực ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, làm 9 căn nhà bị tốc mái. Vụ việc khiến cho ông PVQ, 60 tuổi, ngủ ở ấp Bình Trị 1 tử vong. Nguyên nhân được xác định khi căn nhà bị tốc mái, dây điện sử dụng trong gia đình đứt rơi xuống và vướng vào chân nạn nhân. Điện giật làm ông Quy tử vong tại chỗ, mọi người phát hiện đã kịp kéo cầu giao điện nên không xảy ra thêm hậu quả. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 9, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc. Vụ việc đã làm tốc mái nhiều nhà dân, gãy đổ cây cối, trụ điện trên địa bàn xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Bình Quới, Phú Ngãi Trị. Mưa đã gây ngập úng cục bộ một số khu vực. Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 137 nhà dân và một trường học, 7 trụ điện trung thế và 4 trụ điện hạ thế cùng nhiều cây lâu năm dọc theo các tuyến giao thông bị gãy đổ. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 9, Hà Nội ít mưa, nhiều ngày có nắng, có ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 19 tháng 9 như sau. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 19 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 như sau. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ, từ khoảng ngày 23 tháng 9, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo.